Sau đây khách mời Thu Hà lên tặng quà cho đội Hòa Lạc. Mùa xuân là mùa lễ hội, hội làng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, là cội nguồn, là bản sắc dân tộc mà mỗi người đi xa luôn ngóng đợi. Về hội làng quê ta đi em, về với dòng sông mang lời ru của mẹ, là những lời thơ ra diết trong bài thơ Về hội làng đi em của nhà thơ Vũ Tuấn, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuân phổ nhạc làm nền cho vũ điệu cho đoàn Hòa Lạc sẽ khép lại chương trình văn nghệ đêm nay. Xin mời vũ đoàn Hòa Lạc. Hôm nay các chị rực rỡ quá, đẹp lắm.